Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua. No gương bát và dự hành động thiết thực. Tua tỷ phú tại Quảng Ninh. Trong phần tin thế giới, nhiệt độ trái đất có thể tăng thêm 3,1 độ C. Tính đến ngày 9 tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chỉ mới đạt khoảng 68% so với kế hoạch năm 2024. Tuy có tiến triển nhưng tỷ lệ này vẫn thấp hơn yêu cầu, do đó Quỹ ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vào cuối năm. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh yêu cầu phải tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là năm dự án giải ngân dưới 30% như dự án đường tỉnh 823D dự án kè chống sạt lở kênh cầu chuyên, dự án nạo vét sông dầm cỏ tây và các dự án thuộc lĩnh vực y tế. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chính quyền các địa phương được yêu cầu theo dõi sát sao, tháo gỡ các vướng mắt và đôn đốc tiến độ thi công, tăng cường giám sát và đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đồng thời giải quyết triệt để công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, tỉnh cũng nhấn mạnh việc các dự án khởi công mới năm 2025 cần hoàn tất thủ tục trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 để kịp thời giải ngân trốn ngay khi có quyết định. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo nguồn trốn được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí và hoàn thành kế hoạch giải ngân trốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thực hiện văn bản số 5297 của Bộ Xây dựng về việc triển khai luật nhở năm 2023 và nghị định số 98 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Quỹ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành và quỹ ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho cư dân trong mùa mưa bão năm 2024. Theo đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện luật nhở năm 2023, đồng thời tổ chức ra soát kiểm tra các khu nhở, nhà trọ, nhiều tầng, dạng chung cư, đặc biệt chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân, giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục trà soát và xây dựng kế hoạch cải tạo xây dựng lại nhà chung cư nguyễn trung trực đồng thời giao quỹ ban nhân dân thành phố tân an phối hợp chặt chẽ với sở xây dựng và các bên liên quan để lấy ý kiến thống nhất của người dân về phương án xây dựng bồi thường và tái định cư trong 10 năm qua, tỉnh Long An đã vận động được nguồn lực lớn từ xã hội hóa để đầu tư xây dựng phòng học và nhà công vụ cho giáo viên, qua đó đã góp phần không nhỏ cho việc tăng tỷ lệ phòng học kiên cố hóa ở địa phương. Theo đó, số phòng học được đầu tư từ nguồn xã hội hóa trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh là 357 phòng, một phòng công vụ cho giáo viên, tổng kinh phí xã hội hóa để đầu tư kiên cố hóa xây dựng phòng học, phòng công vụ cho giáo viên hơn 740 tỷ đồng, tổng diện tích đất đã sử dụng để đầu tư xây dựng mới, kiên cố quá phòng học, phòng công vụ cho giáo viên hơn 4,6 hecta. Thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ chế chính sách thu hút nguồn vốn xã hội hóa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ngành giáo dục hoàn thành kế hoạch và kiên cố quá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Ban tuyên giáo quỹ quỹ phối hợp với Trung tâm Chính trị quyền Tân Thạnh tổ chức lớp tập quấn kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho lực lượng tuyên truyền viên cơ sở năm 2024. Tham dự lớp tập quấn có 100 đại biểu là các báo cáo viên các quyền, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội thuộc các đảng bộ trực thuộc, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các đại biểu được nghe báo cáo viên Ban tuyên giáo quyền quỹ thông tin công tác tư tưởng và các nội dung cần tập trung đối với công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay của huyện Tân Thạnh. Thông qua lớp tập quấn nhằm bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp thực hiện nhiệm vụ cho báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội của huyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên liên tục của các chi bộ, đảng bộ ở thành phố Tân An. Từ công tác thiện nguyện cho đến phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được nhiều địa phương trong thành phố chung tay thực hiện, qua đó thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn. Học theo lời bác dạy, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Các đảng viên ở chi bộ khu phố Bình Cư 1, phường 4 đã thực hiện mô hình buổi sáng nghĩa tình hỗ trợ cho những hộ khó khăn cơ nhở có được bữa ăn miễn phí định kỳ với ý nghĩa thiết thực từ năm 2023 đến nay mô hình nhận được nhiều sự hỗ trợ quyên góp của các nhà hảo tâm để duy trì. thì lúc đầu cũng đáng đo dữ lắm tại vì sợ cái nguồn kinh phí đó. cho nên là sau đó thì cũng ở trong chị hội cũng có phát động chị em hội viên là đóng góp của ít lòng nhiều rồi mấy chị cũng tiết kiệm rồi để đóng góp cho nên có cái nguồn kinh phí để hoạt động duy trì tới ngày hôm nay. Dù giá trị vật chất của mỗi phần ăn sáng còn khiêm tốn, nhưng với ý nghĩa tinh thần mà nó mang lại thì rất lớn, nhất là đối với người lao động nghèo, hộ khó khăn. Hành động sẻ chi này đã kết nối những con người xa lạ trở nên thân tình, đồng cảm với nhau hơn. Như, như, như bản thân tôi, sáng mấy chục ngàn bỏ ra thì cũng có gì lúc không có. Khó, khó này cũng đỡ khổ. Ngoài học bác trong việc thực hiện các phong trào an sinh xã hội, nhiều chi bộ tại phường 4 còn phát động phong trào xã hội quá để xây dựng đô thị văn Minh. Minh chứng cho điều vừa nói là con đường kết nối bờ kè Kênh Bảo Định với đường Nguyễn Cửu Dân vừa được chi bộ khu phố Bình Yên Đông 1 đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng do đảng viên và nhân dân đóng góp. Nguồn kinh phí từ xã hội hóa là do các đồng chí đảng viên tiên phong đi đầu, các mạnh thường quân vận động thêm các mạnh thường quân đóng góp. Ban quản trị đình cũng có hiến đất khoảng 80 mét vuông để xây dựng con đường đi xuống bờ kè để cho người dân tiện lợi đi tập thể dục, đi giống như là đi giải trí. Ngân sách thì nó hữu hạn, còn những nhu cầu về mặt xã hội vô hạn, phải không? Cho nên nếu mà mình là người dân cái gì gì mình không góp được hoặc xã hội quá được để góp phần để mà cho xã hội ngày tốt đẹp hơn thì mình lên làm. làm. Thì đến hôm nay là chúng tôi rất là vui mừng cái bờ cái, cái đường đi dẫn ra bờ kè đó khang trang và sạch đẹp. Những bữa ăn sáng tình thương hay những con đường được xây dựng bằng sự chung sức chung lòng, tất cả đều cho thấy giá trị của việc học tập và làm theo bác không chỉ nằm ở những con số, những thành tích mà còn ở những tấm lòng yêu thương, sự sẻ chia giữa con người với con người. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Trụ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lạc Tấn tổ chức hội thảo mô hình nuôi cá trê vàng trong ao. Mô hình nuôi cá trê vàng trong ao được thực hiện tại ấp 3 xã Lạc Tấn cho ông Lê Hoàng Sơn làm chủ, quy mô 1.000 m2 một ao. Lượng giống thả là 309 kg từ hợp tác xã Mỹ Thành Tây, huyện Đức Huệ. Thời gian thực hiện từ tháng 8 2024 đến tháng 10 2024 qua đánh giá kết quả cho thấy hiệu quả kinh tế mang lại cao, tỷ lệ nuôi sống 80%, giới lại thu về hơn 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình không tốn nhiều công chăm sóc, cá ít bị nhiễm bệnh và đầu ra ổn định. Thông qua mô hình, giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi do cá trê vàng có nhu cầu thị trường lớn và ổn định. Người nuôi có diện tích ao, nhỏ và dừa cũng có thể tận dụng để nuôi. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có không ít trường hợp học sinh điều khiển xe máy, xe điện, gặp tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả đau lòng. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 505 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, phạt tiền trên 376 triệu đồng, tạm giữ 495 mô tô, xe gắn máy, Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 250 trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong nhiều nguyên nhân gây tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, thì nguyên nhân chủ quan vẫn là việc các em chưa có bằng lái, chưa nắm rõ các quy định của pháp luật nhân lại tham gia giao thông. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa công nghệ số đến từ ngõ, từ hộ gia đình, đến nay 188 trên 188 xã phường thị trấn của tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 998 tổ cho gần 5.480 thành viên tham gia. Theo đó, sau hơn 2 năm hoạt động, Tổ công nghệ số cộng đồng, các đội IT xanh của đoàn thanh niên đã hỗ trợ hơn 58.000 tài khoản thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh và bộ phận một cửa các xã phường thị trấn, hướng dẫn tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức cho hơn 203.400 hộ gia đình. Bên cạnh đó, Tổ công nghệ số cộng đồng tại nhiều địa phương còn xây dựng nhân trọng các mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả tuyên truyền thiết thực như mô hình câu lạc bộ IT áo xanh tình nguyện hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến quầy thanh niên hỗ trợ công dân và mô hình thanh niên tình nguyện giới dịch vụ công trực tuyến có thể thấy với nhiều cách làm trong tuyên truyền hướng dẫn của tổ công nghệ số cộng đồng nhận thức kỹ năng số của người dân trên địa bàn tỉnh đã dần cải thiện đặc biệt trong thao tác kỹ năng số nền tảng số trong giải quyết các thủ tục hành chính qua đó có phần không nhỏ xây dựng phát triển trụ cột chính quyền số của tỉnh nhà thời gian qua. Thưa quý vị, khi mỗi ngày có khoảng 4.000 đến 6.000 lượt khách tham quan Trịnh Hạ Long, trong đó 90% là khách quốc tế. Đầu tháng 10 năm nay, Quảng Ninh cho biết bắt đầu tìm 7 khu vực đảo Quang Sơ, bãi tắm để xây dựng sản phẩm du lịch mới, phục vụ khách siêu giàu thuộc 1% dân số thế giới. Từ tháng 11 tới, tour cho giới siêu giàu trên các đảo trắng ở Vịnh Hạ Long sẽ bắt đầu đón khách. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, chủ trương phát triển du lịch biển đảo chất lượng cao đã được nêu trong quy hoạch phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quảng Ninh xác định thu hút đối tượng khách thuộc giới siêu giàu giúp đem lại doanh thu, tạo động lực để dẫn dắt thị trường, xu hướng du lịch trong tương lai. Với điều kiện hạ tầng giao thông sẵn sàng, sản phẩm trải nghiệm độc bản được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm điểm đến đặc biệt cho nhu cầu nghỉ dưỡng trong lòng di sản của du khách. Các chính sách về khí hậu hiện nay sẽ đẩy nhiệt độ toàn cầu ấm lên hơn 3 độ C vào cuối thế kỷ này. Mức này cao gấp hơn 2 lần mức trần mà các chính phủ đã từng nhất trí 10 năm trước trong hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cảnh báo này trong một báo cáo mới công bố. Báo cáo thường niên khoảng cách phát thải của Liên Hiệp Quốc cho thấy nhiệt độ trái đất vào năm 2100 có thể tăng thêm 3,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nếu các chính phủ không hành động mạnh mẽ hơn để kiềm chế phát thải. Nếu các cam kết về khí hậu được thực hiện đầy đủ thì nhiệt độ trái đất có thể tăng lên từ 2,6 đến 2,8 độ C. Hiện thế giới đã ấm lên khoảng 1,3 độ C. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh sắp diễn ra hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia công ước khuôn của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP 29 diễn ra tại thành phố Baku, thủ đô của Azerbaijan. Đây sẽ là cơ hội để các nước xây dựng những bước đi cụ thể nhằm thực hiện thỏa thuận đã đạt được ở COP 28 năm ngoái về việc từ bỏ dần năng lượng hóa thạch. Theo nhận định của Tổ chức Di cư Quốc tế Liên Hiệp Quốc, Cuộc xung đột Israel-Liban đã khiến ít nhất 200.000 người lao động nước ngoài phải di tản. Họ đang rơi vào tình cảnh không chốn dung thân, trong khi hầu hết trong số họ là phụ nữ. Nhà kho này giờ là nơi sinh sống của 170 phụ nữ từ Sierra Leone. Họ đến Liban để làm giúp việc gia đình, cho đến gần đây, họ đã trở thành người vô gia cư do không có giấy tờ tùy thân. Khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang, những người chủ của họ đã bỏ nhà cửa để di dời, còn họ bị bỏ lại phía sau. Nơi trú ẩn này được lập ra bởi 7 tình nguyện viên. Họ muốn giúp đỡ những người phụ nữ đang trong hoàn cảnh khó khăn, bất chấp những thách thức. Trên một con phố yên tĩnh ở trung tâm thủ đô Beirut, nhà thờ này hiện cũng là nơi sinh sống của rất nhiều người lao động nước ngoài. Đa số những người lao động này đều không có hộ chiếu và giấy tờ tùy thân, đòi hỏi sự giàu cuộc của Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Ông Matteo Luciano, thuộc Tổ chức Di cư Quốc tế, cho biết Chúng tôi đang sắp xếp các chuyến đi trực tiếp với những người lao động di cư yêu cầu sự hỗ trợ. Chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với các đại sứ quán để yêu cầu các chuyến hồi hương quy mô lớn. Liên Hợp Quốc cũng đã thành lập các phòng khám tạm thời để cung cấp hỗ trợ y tế và kiểm tra sức khỏe cho những người lao động nước ngoài trong khi chờ chuyến bay về nhà. Chính quyền thành phố Seoul của Hàn Quốc mới đây cho biết sẽ tiến hành cải tổ hệ thống xe buýt theo hướng người dân có thể sử dụng phương tiện này trong vòng 5 phút đi bộ từ nhà. Đây là lần đầu tiên Seoul thực hiện cải tổ hệ thống xe buýt sau 2 thập kỷ với mục tiêu cung cấp cho người dân hệ thống giao thông công cộng tin cậy và tiện lợi. Theo giới chức Seoul, xe buýt tại thành phố này có chất lượng cao nhưng giá vé lại không tương xứng, làm tăng gánh nặng tài chính cho chính quyền thành phố. Trong bối cảnh này, chính quyền Suwon sẽ cải tổ hệ thống tài chính từ mô hình chính phủ bù đắp toàn bộ tham hụt giao thông sang cơ cấu mới là hỗ trợ tài chính trong một giới hạn được xác định trước. Ước tính thay đổi này có thể giúp Suwon tiết kiệm tới 18 tỷ won, tương đương khoảng 13 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Thay đổi này dự kiến có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026. Bên cạnh đó, Seoul cũng có kế hoạch triển khai xe buýt hai tầng trên các tuyến đường chính có mật độ ủng tắc cao và ít đường vòng, cũng như xe buýt tự lái vào sáng sớm và đêm muộn hoặc những nơi xa trung tâm để giải quyết tình trạng thiếu tài xế. Với những thay đổi trên, giới chức Seoul đặt mục tiêu đưa hệ thống xe buýt của thành phố này trở thành một trong những dịch vụ giao thông công cộng tốt nhất thế giới. Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện di tích của một ngôi nhà có kích thước nhỏ bé khác thường, nhưng lại được trang trí vô cùng công phu và tinh xảo ở nơi từng là thành phố La Mã cổ đại Pompei. Theo công viên khảo cổ Pompei, ngôi nhà được gọi là nhà Faesra. Không giống như hầu hết các ngôi nhà thời đó, nó không được xây dựng xung quanh giếng trời truyền thống của La Mã. Các nhà khảo cổ cho rằng căn nhà này đại diện cho các phong cách kiến trúc mới trong thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng ngôi nhà gây chú ý với phần trang trí tranh tường kỳ công, chủ yếu là những bức bích họa miêu tả các khung cảnh thần thoại. Những hình trang trí này có chất lượng tương tự như của những ngôi nhà lớn và sang trọng. Thành phố cổ Pompei nằm gần Napoli, Italy, từng là một trung tâm thương mại quan trọng thời La Mã cổ đại. Đô thị này và vùng nông thôn xung quanh đã bị chôn vùi trong tro bụi núi lửa trong vụ phun trào của núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Triều hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.